hả? Có cái quét mạ đó, nhưng mà cái này thì hôm nay là bán gì là chị mua ngày thứ tư, ngày thứ sáu mới sổ. Ở bữa hổm à, hôm nay là ngày đầu tiên bán vé số, mọi người mua chưa? Mai Nguyễn, con số 29 thuộc về Mai Nguyễn. Nguyễn Mai chứ, lộn. $500 mới lấy dừa mà được có hai cái thôi hả? Lá dừa miệt thứ lên giá rồi nha, 500.000 hai cái, hai cái bánh lá dừa, ghê chưa? Quay bánh khọt chục cái 30.000, có tên gì cô? Tên Như. Tên Như bánh khọt Như thứ 11.
một cái ha. Dạ thôi, 5 cái thôi, ăn cho vui thôi. Cảm ơn con ăn. Con ngay chợ nè. Bữa này lâu anh? Bữa năm rồi hả? Nhưng mà ý là ở đâu trồng á? Cần Thơ hả? Ký nhiêu cô? 15 ngàn. Nó bán ký 15 ngàn, cho 5 tiếng trả nó ký 10 ngàn. Thôi hai cháu thôi. Thì mình không lấy những ai đó. Thôi, xe đầu tư, 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 xe đầu t